ông đứng với xà lan Tuấn, ông nói á, Tuấn ơi bây giờ mày khai thiệt với tao đi, mày có mà thiền vợ cho mày với không, nhà nước vợ mày với không, mày nói khai thiệt đi. Dầu gì năm với Tuấn tắt xuồng vô, Tuấn nói nó con. Lại có một thông tin cực kỳ nóng rồi quý vị ơi, dì năm lại tiếp tục tiết lộ thông tin, và bây giờ tất cả mọi người hãy cùng nghe nha. Tại vì thằng Tuấn này nó đối xử với vợ con nó là không có tốt rồi. Dạ. Nó ha, trong gia đình nó lục sục vụ tiền bạc. Vợ nó thì giữ tiền, còn nó thì đòi tiền. Hiểu không? Thì nó, con vợ không đưa tiền thì thằng Tuấn nó phải lùm xùm. Đó. Dạ. Và cái chiếc tàu này á, là bố mẹ của thằng Tuấn cho chiếc tàu nhỏ mới sanh ra được chiếc tàu lớn này. Và... nhưng mà đi bằng ăn á, là vợ thằng Tuấn nó cầm tiền. Rồi á, là cái xảy ra chuyện này á, để con Năm nói con nghe, hôm tháng 8 đó, hồi năm rồi đó. Dạ. Nó mới bỏ nhà nó đi. Nó bỏ tàu nó đi là nguyên nhân không dơ tiền nữa đó, nó không không mặn nữa. À. Giờ con vợ nó mới ở nhà đậu trên số 10 vì trên nhà dì Năm nè. Vâng. Nó mới than với dì Năm. Dì Năm nói thôi giờ dì Năm kêu cậu Bảy đi tiếp cho con. Dạ. Cái con vợ Tuấn nó nói dì Năm ơi, nó hâm nó ai đi xuống nó đâm. Nó không cho đi. Tại vì không dơ tiền, nói chiếc xà lan đó quyền của nó không cho đi, coi nó có chết đói không. Ý là Tuấn vậy đó. À. Nó không cho đi. Vâng. Tại vì mua cái nhà mà không cho nó đứng tên, bắt buộc nó ủy quyền hồi năm rồi đó. Vâng. Cái nhà ăn mừng ngày mùng 2 Tết năm rồi á. Dạ. 2002 á. Vâng. Rồi là giấu cái giấy tờ ngay chính giữa á. Cái nhà tờ mà ủy quyền á, ông này thì ông ăn ham chơi, ông đi cờ bạc, đỏ gà rồi đó. Vâng. Rồi nó mới để cái giấy ủy quyền ngay chính giữa, thằng nhỏ này á, là mua đất cát, rồi kêu ký giấy, tưởng ông này không tưởng đâu là ký sơn qua đâu. Thì vợ chồng ai đứng tên cũng được. Vâng. Rồi cái ký xong cái người ta kêu ổng là đóng tiền ủy quyền. Vâng. Cái nó hỏi ủy quyền gì? Cái nói nè, ông ủy quyền cho vợ, ông phải đóng 200.000. Vâng. Cái vợ giờ buộc rồi, có chữ ký mình vô mình phải đóng. Đóng 200.000 cho người ta, cái ảnh buồn. Ảnh buồn, ảnh mới tức quá, để trong lòng ảnh á, đâu 1-2 tháng sau mới về nói với cha mẹ ảnh á, với em út ruột của ảnh á. Vâng. Anh nói giờ mẹ ơi, sao mà vợ con vậy, nó mua nhà mà nó bắt con ký giấy ủy quyền vậy. Rồi mẹ nói với lại bên anh chị em của nó bức dứt nữa. Vâng. Rồi vì Năm có nói thôi chị ơi, chị đừng có bức dứt, chị có con dâu là tốt lắm rồi, nó giữ được tiền của cải nó mua cái nhà vậy mà mừng cho nó đi, nó chết nó cũng đâu có đem theo. Còn bà Tuấn nó có hai đứa cháu này nè. Vâng. Bà đâu phải Tuấn không có cháu đâu mà của này. Đó, rồi cái dặn chết vậy em đầu quay ngang cái là nó không cho đi, nó buồn nó không đi, nó cấm nó không cho chị xà lan đi. Là đầu tiên ở đây là con có nghe được là anh Tuấn nói là khi mà chị Hà nhảy sông đấy thì dì Năm là cái người mà anh Tuấn gọi đầu tiên. Vậy thì dì cho con hỏi là dì thì như thế nào mà anh Tuấn lại là gọi cho dì là người đầu tiên hả dì Năm? Tại vì nó biết là dì Năm với con Hà là thương yêu nhau đó. À. Các cái gì vì Năm cũng binh con Hà không, không có binh nó. À. Chữ nó không à, tại nó ăn nhậu vì Năm chữ, hai vợ chồng nó lại đây nè. Vâng. Năm chữ la dày nó hoài, mày có vợ đẹp, con mày ngoan lắm, mày bỏ công chuyện mày đi chơi gái với lại cờ bạc bỏ hết đi con ơi, con có của cải gì là con được vợ con đồ vậy quý lắm. Gia đình vì Năm cưới dâu còn chưa được vậy nữa nha. Vâng. Con phải quay đầu về mành ăn. Dạ. Mày nói nó hề hề, nó không nghe theo mình, giờ này nó chết chị mình cũng tức nữa. Đó. Vâng, vậy thì dì Năm cho con hỏi biết. Với. Vâng, là vậy thì con đã. Năm thương nó mới điện dì Năm trước. À, dạ. Rồi, vâng. Rồi đó. Rồi nó điện đặng cho dì Năm thông tin ở dưới, thì dì Năm không có số điện ở dưới, chỉ có số điện Hà thôi. Dì Năm nhưng mà có làm xui gia đó đâu mà có số điện ở dưới. Ý là dì Năm cho con hỏi với là tại sao ấy là anh Tuấn gọi cho dì Năm, con đang thắc mắc nha, là dì Năm biết vì sao mà cộng đồng mạng lại lôi dì Năm vô không? Bởi vì dì Năm nói về mốc thời gian không có khớp. Bởi vì là nếu như dì Năm thử suy nghĩ đi, là 11:47 mà anh Tuấn đã gọi cho dì Năm là thông báo chị Hà chết rồi. Nhưng anh Tuấn lại nói là gì, anh Tuấn lại còn bơi ra chỗ chị Hà đó và xem 15 phút sau mới gọi cho dì Năm. Vậy mà tại sao dì Năm lại trong vòng 4 phút dì Năm lại biết chị Hà chết? Thì đấy mới là cái câu hỏi mà cộng đồng mạng họ đặt ra cho dì Năm đó. Không phải, để Hoàng Sao nói dì Năm nói cho con nghe.
trong khi nó gọi chết vậy ha, là dì Năm gọi xuống cho cháu của dì Năm liền, tại vì cháu của dì Năm á là học chung với thằng Nhi, là anh vợ của thằng Tính, học chung lớp từ lớp 1 lớp tới lớp 12. Vâng, là anh Nhi đó, anh Nhi học chung lớp anh Tuấn. Anh Nhi với cháu anh Vũ. Vâng, anh Nhi chung với lớp con của chị của dì Năm đây nè. Vâng. Thằng Nhàn. Rồi dì Năm mới chụp liền cho thằng Tính này, nó biết là dì Năm phải điện cho thằng Nhàn, đang điện cho thằng kia. Vâng. Đó, thằng Tính nó mới điện dì Năm, dì Năm mới chụp liền điện cho Nhàn. Nhàn ơi, con điện cho thằng Nhi hay là con vợ thằng Tính nó nhảy xong nó chết rồi. Muốn cái gì thì thằng Nhi điện cho số dì Năm đi, cho thằng Nhi điện về dì Năm. Vâng. Hỏi có đậu ở đâu, chỗ nào. Rồi quay ngang Nhi nó điện dì Năm liền, hỏi dì Năm ơi chỗ nào, dì Năm chỉ nó. Chỉ nó xong quá thì nó bao xe du lịch, nó nói nó đang ở trong đồng làm ruộng. Rồi nó mới bỏ ruộng, nó mới đi ra, nó bao xe đi xuống dưới trước dì Năm. Xe dì Năm tới sau đó. Vâng, nhưng mà dì Năm cho con hỏi cái này, dì Năm chưa trả lời con. Ý là dì Năm mới là nhận được cuộc gọi của anh Tuấn. Là lúc dì Năm nói là 11:47. Nhưng mà tại sao anh Tuấn lúc đấy anh Tuấn anh bơi ra làm sao mà kịp mà để gọi cho dì Năm được? Nó bơi ra dầu rồi nó không có vớt được rồi nó mới gọi cho dì Năm. Nhưng mà dì phải hiểu là bởi vì 40 mét mà anh Tuấn nói là chị Hà trôi đi 40 mét. Thì dì cho con hỏi là anh Tuấn chặt dây rồi bơi ra cái chỗ đó rồi đứng 10 phút sau mà anh Tuấn mới bơi vô để quay lại gọi dì Năm. Thì con đang thắc mắc cái chỗ này là tại sao mà kịp gọi dì Năm trong vòng có 4 phút thôi mà dì Năm lại biết được điều này. Để đi dì Năm nói cho con nghe. Giờ á là dì Năm đi xuống dưới là mẹ ăn Hà mới thật cho dì Năm nghe. Là con Hà nó điện cho mẹ nó, là cái lời của mẹ ăn Hà thật cho dì Năm nghe. Dạ. Là con Hà nó gọi cho con gái nó là 11:38. Dạ. Là thằng Tấn á, dì Năm ở trên nhà trên này á, là thằng Tấn nó gọi dì Năm là dì Năm chưa có coi đồng hồ là chưa được 12 giờ. Vâng. Tại dì Năm đợi ông Năm về đang nấu cơm cho ông ăn đó. Vâng. À, bởi vì lu bu quá dì Năm coi là bây giờ nói không có chính xác nhưng mà chưa có được 12 giờ. Rồi. Dù dì Năm mới là kinh nghiệm ở dưới sao nói vậy, dù cái lời của thằng Tấn khai báo với mình vậy, Hà nó chết quá nhanh. Mà dì Năm còn bỏ với hỏi tại sao biết lợi mà chết nhanh vậy, nó dì Năm còn đau lòng tức cái chuyện đó. Vâng, nhưng trong mà dì Năm cho con vậy, dì Năm cho con ngắt hay. Lời. Dì Năm cho con xin ngắt lời, con hỏi dì Năm lại một câu như thế này. Dì Năm là một người thân trong gia đình. Vậy thì dì cho con hỏi là như cái ví dụ như cái chết của chị Hà, dì Năm có nghi ngờ điều gì không? Dì Năm là người thân trong gia đình nhá, cháu mới hỏi dì Năm câu này. Đầu tiên là dì Năm nghi ngờ thằng Tuấn có quẹt tội gì xuống nó này. Không là như vậy, gia đình của dì Năm á, tại vì không có trực tiếp với chứ. Vâng. Bên dòng họ dì Năm ai cũng nghi ngờ Tuấn hết. À là ban đầu cũng nghi ngờ. Dì Năm. Tại vì có hai vợ chồng đi trong tàu mà sao nhỏ này nhảy xong chết vậy, ông nội ông có đá có đạp người ta không? Vâng. Dì Năm xuống, dì Năm điều tra nó liền. Vâng. Dì Năm ơi, con không có đụng địa trơn á. Tôi không có tin nữa, dì Năm cũng đâu có tin. Vâng. Tới trời nhưng... giờ mà nó lấy cái xác lên. Dạ. Lấy cái xác lên là ta khám tử thi, vật lý không có chạm vô mình của ông Hà. Vậy mới tin thôi. À, vậy là gì cho con hỏi là gia đình của dì Năm cũng nghi ngờ anh Tuấn này. Mà khi có kết quả, khi có kết quả gia đình pháp y thì gia đình lúc đó mới tin anh Tuấn là không hại chị Hà đúng mới không? Mới tin. Ừ. Vâng, vậy thì dì Năm cho con hỏi với dì Năm cho con hỏi tiếp theo, bởi vì là hôm nay là con muốn hỏi dì Năm thêm một cái vấn đề này là dì Năm là cũng có kinh nghiệm đúng không ạ? Đúng. Vậy thì dì Năm cho con hỏi là anh Tuấn anh ấy chặt dây xuồng, anh chặt kiểu gì hả dì Năm? Anh ấy không thể nào xuống cái xuồng đó được, bởi vì cái xuồng đó nếu như anh Tuấn chặt được. Để dì Năm nói con nghe. Dạ. Trong khi nó nhậu với vợ nó cãi nhau, dầu nó vô nó nằm nó nhậu. Rồi vợ nó ở đâu đó dì Năm không có dưới trực tiếp, là cái lời nó thật ra cho dì Năm nghe nha. Dạ, dạ. Là nó nhậu xong rồi nó nằm võng, rồi nó uống ba cái bia, mà bia dì Năm xuống tới là gặp cái trong cái lon mũ nó còn nửa ly, nửa lon mũ nữa. Dạ. Rồi nó mới ra, nó uống bia cho đã, nó mắc đái, nó ra sao lái, nó mới đái, nó mới gặp lời vợ, nó bơi bơi, cái lời nó thật ra dì Năm. Vâng. Dì Năm ơi, con gặp vợ con lậu vậy, con mới hết hồn cái chía. Con mới nói sao mà lậu kỳ cục vậy. Rồi nó mới chặt nhỡ dây xuồng đó làm sao á, đặng bơi giết lại đặng vớt vợ nó. Thì vớt không có được, nó lấy đặng tới rồi vợ nó hợp mắt tiêu rồi đó. Không, thì nhưng mà con đang muốn hỏi dì Năm là như này này nó. Con đang muốn hỏi dì Năm là cái xuồng đó được buộc, được cột lại bằng 4 cái sợi dây. Thì anh Tuấn không thể nào mà chặt một cái đứt một lần được 4 sợi dây cả. Thì con đang nghi cái điểm này là anh Tuấn không chặt dây xuồng.
Tại con không có đi xà lan, con có biết 4 giây nhưng mà đâu là có cái móc treo lên à. Nếu mình chặt cái nhảy dây ngay chính giữa là nó dớt cái thường xuống, hiểu không? À là nó có một cái móc ở giữa. Cái móc ở chính giữa mới treo cái thường lên được. Nhưng mà cái dao mà cái mà để về năm là năm nói con nghe. Dạ. Hai nhảy dây đâu lên một cái, hai dây dây đầu xuồng bên đây đâu lên cái móc lên ngay cái chỗ cái móc ngay chính giữa. Vâng. Đó. Dù đó là dì Năm xuống, còn dì Năm nói mày ngu quá, bởi vợ mày chết tướng ngu là tướng. Tại sao mày không lấy phao mày thảy liền cho vợ mày mà để cho mày chặt dây xuồng? Bơi lại tới đó nó lâu lắm. Rồi nó ngầu nó tái mặt mày rồi nó mới buồn. Lỡ rồi ngu rồi, cấp đó nó không tính được vậy. Dì Năm xuống mới la nó lên nè. Mày khôn một cái nữa mày chạy xuống hầm máy mày lấy mấy cái phao mày thảy cho vợ mày trước tí. Đó, rồi bây giờ mày đợi mày cắt cái xuồng là mày trong khi mày bơi tới đó nó cũng lâu nữa sao kịp, cái xuồng này nó bự bơi đâu có nổi, ta chạy máy không à, tại trên nhảy xuống tại vì xà lan khẩm, xà lan chở nửa tàu rồi con. Nhưng mà vậy luôn. Nhưng mà lúc đấy cái xuồng cứ là nó bấm xuống. Nhưng mà cái chiều cao đó làm sao mà anh Tuấn nhảy xuống mà lại không mà nhảy xuống được cái xuồng đó gì đâu, con đang thấy lại điểm đó. Không phải xà lan chở hàng khẩm mà nhảy dễ thôi, là nó chiều cao lúc đó tầm khẩm. tầm độ còn hơn à. Tầm độ 2 mét không gì năm trước à, vâng, tại vì xà lan chở hàng khẩm rồi. Vâng, là anh Tuấn đứng trên cái thang đó nhảy xuống. Sau đó sau sàn nước thì bước xuống hả, xà lan sắp cái xuồng dớt xuống dầu thì nó xuống đó nó bơi đi dớt à. Vâng đó. Thấy tại cái điều lạ là xà lan nổi, bởi vì xà lan anh nổi mới là cao, còn này xà lan khẩm. Nhưng anh Tuấn lúc đó là cái xà lan khẩm nhưng mà mới có 500 tấn hàng à. Nó chưa thể nào mà đúng đến rồi tốc độ mà có một mét được gì năm. Bắt buộc nó phải cao tầm 2 mét, 2 thước. Không, không, không. Xà lan nổi là có 2 mét à. Nó chở như vậy là dì Năm xuống đó là có 1 mét à. Dì Năm là có quay trực tiếp ra luôn mà nhớ thầy chùa lại đó. Cái độ khẩm á. Tại vì nó chở 560 tấn. Mà tàu nó có 800 mấy à. Vâng. Thành ra nó khẩm rồi. Vâng, là còn từ cái thành mà xuống đến cái xà lan là tầm 1 mét, 1 thước. Đúng rồi, sau lái là 1 mét, còn ngang hông cái khúc giữa trước á là có 7-8 tắc à. Vâng, chứ rồi con sẽ lên. Con sẽ xác minh lại cái thông tin này. Với lại gì cho con hỏi với, là cái vấn đề ở đây là anh Tuấn anh ấy bơi ra như vậy và anh ấy điện cho dì Năm như vậy thì theo như dì suy nghĩ xem. Bây giờ một cái câu hỏi mà gọi là phải cả nước này thắc mắc. Nếu như dì là một người thân của anh Tuấn, dì có thể trả lời giúp con. Là gì có nghi ngờ chị Hà mắc vào cái gì đó để nằm im ở đó 12 ngày hay không gì đâu? Nghĩa là nghi cái nằm im dưới nước là chuyện của nó, mình không có hiểu được. Dạ, chú. Dạ. Tại vì dớt dưới sông rồi ở trên bờ thì mình dễ quan sát lắm, dưới sông ai đâu đi dưới mà nhìn mà kiếm vàng, được. Vâng, vâng, cũng khó mò để trả lời. Không được. Mò không được, đằng này giàu thảm thiết luôn, mướn tàu đi bẫu một ngày là mấy triệu, bỗng chiếc 2 triệu nó chết rồi, tới chuyện rồi. Đó. Ai cũng giái hết trơn, nhưng mà cái xác cháu mình được đem về chôn cho có cái mộ cái mã. Trong khi cực khổ nó mằn mà không có cái mộ mã giả thay thế ở đâu không biết. Là buồn lắm, thảm thiết lắm. Đó. Vâng, rồi dì ra cũng hỏi thêm lắm. Một cái vấn đề nữa. Là dì có nghe anh Tuấn nói đi mua cặp bình mới về để thắp sáng để kiếm chị Hà không dì Năm? Có. Vâng, vậy thì... ba bốn ngày sau là nó điện người ta. Cô bình giờ dì Năm la, nói mày đương không có tiền mày mua bình chi. Cái nó mới nói gì Năm ơi, hai cái bình trong xà lan của con sắp hư rồi, con mua đặng con đi xuống xuồng con bơi, con kêu người ta chạy đem bình mới xuống đặng pha đèn đặng kiếm để có khi tắp vô lục bình rồi kiếm vợ con không gặp. Vâng. Có hư như vậy là mua được, còn có gì mình để mình hư hai cái bình chơi hư mình lấy hai bình đi vô mình xài, hai cái bình mười mấy triệu đâu phải rẻ đâu con, mà trong khi không có tiền đó. À là cái lúc đó là anh Tuấn đi mua hai cái bình mười mấy triệu à gì Năm? Đúng rồi, mà 4-5 ngày sau mới mua, chứ không phải là mua liền. Nhưng mà gì cho con hỏi là... Nhà chết rồi. Nhưng mà gì cho con hỏi là đi kiếm xác chị Hà thì tại sao phải mua cặp bình tận mười mấy triệu hả gì Năm? Con đang thắc mắc cái chỗ đó đó. Tại vì mua cặp bình là trong khi cặp bình trong xà lan nó sắp hư rồi, hiểu không? Bà. Mình mua lặn mình đi kiếm cái thay đi, dầu chừng nữa sau này mình xài hai cặp bình đó. Bình hư là phải đi mua bình mới để máy mới được. Vâng. Vâng, vậy là cái cặp bình mà anh Tuấn đi mua thắp sáng đó bây giờ đã thay vào cái cặp bình hư đó rồi. Cũng còn y thinh, nó thay dầu thay vô đó mà bình cũ nó cũng còn để với xà lan, nó y thinh là trong khi con Hà nó chết rồi, 4 ngày sau mới mua bình này đặng đi kiếm ban đêm. Vâng, đó. Là 4 ngày sau mới mua cặp bình mới là mười mấy triệu,
để đi kiếm. Đúng rồi. Mười mấy triệu thôi là nhiêu đó, cặp bình 200 ba đó nha, không biết cái giá bao nhiêu. Đó, vì Năm nói như vậy không biết phải đúng mười mấy hay là mà 8-9 triệu gì chị Năm không có mua, chị Năm không biết. Dạ. Đó. Dạ mà mua bình 200 ba mới xài mới đầy máy được là vì Năm có chạy xà lan vì Năm biết á. Vâng. Vậy là anh Tuấn có cái mua có mua cặp bình mới về để kiếm xác chị Hà. Đúng. Vâng. Và mua cặp bình mới trong khi đem xuống hình như có bên vợ nó dượng vợ nó ngày đó xuống 4 ngày rồi vợ nó dượng Út á là đuổi ra vì Năm đó, lên clip tuổi vì Năm đó. À. Vợ nó mới xuống đó là vì Năm đang với thằng Tấn đi kiếm chặn dạng chưa cái gì tới xà lan, ổng ở trên này ổng chờ. Ông đứng với xà lan Tấn đó, ông nói á, Tấn ơi bây giờ mày khai thiệt với tao đi, mày có mà thiền vợ cho mày với không? Nhà nước vợ mày với không? Mày nói khai thiệt đi. Rồi vì Năm với thằng Tấn tắp xuồng vô, thằng Tấn nói con không có làm chuyện đó được, dượng Út ơi. À, sao mà đeo giết vợ con? Nó cũng trả lời với ông kia rồi vì Năm không có nghe tới. Nhưng mà gì nhưng mà dì Năm cho con hỏi là lúc mà cặp bình mới đó thì anh Tuấn đã thắp sáng được ngày nào chưa, đi kiếm được ngày nào chưa dì Năm? Là dì Năm ở ban đêm dì Năm không có với dì Năm về trên nhà. À và có nghĩa là từ lúc anh Tuấn mua cặp bình đó là dì Năm cũng không đi cùng anh Tuấn đi kiếm một ngày nào hết. Kiếm bằng ngày không à, còn ban đêm là dì Năm đi về nhà. Dì Năm không có người, cháu dì Năm ở trên này bốn đứa rồi dì Năm mới về nhà. Dạ vâng.